Khi Pita Limjaroenrat bước lên sân khấu tại sự kiện vận động cuối cùng trước thềm bầu cử Thái Lan, ông khẳng định với hàng trăm cử tri trẻ ủng hộ mình, thời điểm của chúng ta đã đến. Ngày 15 tháng 5, khi kết quả bầu cử được công bố, tuyên bố của ông đã trở thành hiện thực. Sinh ra ở Bangkok, Thái Lan ngày 5 tháng 9 năm 1980, chính trị gia Pita Limjaroenrat được biết đến với xuất thân danh giá của mình. Ông là cháu trai của Padung Limjaroenrat, phụ tá thân cận của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat. Người cha quá cố của ông Pongsak cũng từng là cố vấn của Bộ Nông nghiệp nước này. Pita Limjaroenrat tốt nghiệp Đại học Thammasat ở Bangkok, trước khi học thạc sĩ về chính sách công tại Đại học Harvard và bằng MBA tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Theo The Guardian, ông cũng là sinh viên Thái Lan đầu tiên nhận được học bổng sinh viên quốc tế từ Đại học Harvard. Trong một bài phỏng vấn với AM Hour, chính trị gia này tiết lộ, chính thời gian học tập ở New Zealand khi còn là một thiếu niên đã thực sự khơi dậy tình yêu của ông đối với chính trị. Tôi được chuyển đến một nơi xa xôi hẻo lánh ở New Zealand và hồi đó trên TV chỉ có 3 kênh. Hoặc là bạn xem phim truyền hình dài tập của Australia, hoặc bạn xem các cuộc tranh luận tại Quốc hội. Vì thế, ông bắt đầu theo dõi các bài phát biểu của Thủ tướng New Zealand lúc đó là Jim Bowser khi có thời gian rảnh. Năm 2006, cha ông qua đời, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời vị chính trị gia này. Các chủ ngân hàng khi đó chỉ cho ông 4 tháng để giải cứu công ty gia đình vốn đang ngập trong nợ nần. Ở tuổi 25, ông không chỉ vực dậy công ty Agrifood di sản của người cha mà còn đưa nó trở thành một trong những nhà sản xuất dầu cám gạo hàng đầu châu Á. Trong sự nghiệp của mình, ông cũng từng làm việc tại các công ty quốc tế, bao gồm Merrill Lynch Fatcha và Boston Consulting Group. Từ năm 2017 đến 2018, ông là giám đốc điều hành tại Grab Thái Lan, chi nhánh Thái Lan của Grab Holding Inc., một công ty công nghệ đa quốc gia Đông Nam Á. Năm 2019 đánh dấu cột mốc ông tham gia chính trường với tư cách là ứng cử viên của đảng Future Forward. Sau khi đảng Future Forward bị giải tán, vào tháng 3 năm 2020, ông chính thức được bầu làm lãnh đạo của đảng Move Forward, người kế nhiệm của Future Forward. Theo First Post, sự nổi tiếng của chính trị gia Pita không thua kém bất cứ người nổi tiếng nào tại Thái Lan, nhất là khi ông lựa chọn mạng xã hội là kênh truyền thông và tương tác chính của mình. Ông đã sử dụng một tài khoản cá nhân công khai được theo dõi bởi gần 1 triệu người dùng để chia sẻ hình ảnh ông và con gái mặc áo phông giống nhau và cùng ăn kem, tạo sự gần gũi và thiện cảm với cử tri. Đáng chú ý, sự xuất hiện của chính trị gia Pita Limjaroenrat cũng trùng khớp với thời điểm một phong trào biểu tình đang hình thành vào cuối năm 2020 tại Thái Lan, khi những người trẻ tuổi bất bình với việc đảng Future Forward bị giải tán và yêu cầu cải cách hiến pháp, cũng như kêu gọi cải cách chế độ quân chủ. Thấu hiểu điều này, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Pita Limjaroenrat đã đưa ra tầm nhìn về một Thái Lan sẽ thay đổi. Đảng Move Forward khi tranh cử năm 2023 gây bất ngờ khi là đảng duy nhất hứa hẹn cải cách luật khi quân nghiêm khắc, vốn có mức án lên đến 15 năm tù, được gọi là Điều 112 trong Bộ Luật Hình sự. Đây là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi vì nó từ lâu đã được coi là một vấn đề không thể chạm tới trong chính trị Thái Lan. Ngay cả đối thủ phêu thai cũng cho biết họ sẽ để vấn đề này cho Quốc hội. Với những thông điệp năng động, vì quyền lợi của người trẻ và vì một Thái Lan đổi mới, đảng Move Forward đã giành được tổng cộng 152 ghế tại Hạ viên, gồm 113 ghế nghị sĩ theo khu vực bầu cử và 39 ghế nghị sĩ theo danh sách đảng trong cuộc bầu cử ngày 14 tháng 5, mở đường cho ông Pita trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này. Giáo sư Siripang Nokswan Sawasdi từ khoa khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok cho rằng khoảng 60-70% thế hệ trẻ thích đảng Move Forward vì các chính sách khác biệt phi quân sự hóa, phi tập trung hóa và loại bỏ độc quyền ở Thái Lan. Pita, lãnh đạo đảng, dường như là hình mẫu cho thế hệ trẻ. Ông ấy đẹp trai và ông ấy truyền đạt thông điệp của mình tới công chúng rất tốt, ông nhận định. Theo Công an Nhân dân, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.